Xin chào anh. Trước tiên là anh có thể giới thiệu tên anh và tên của bé cho em. Dạ, tôi tên là David Trương. Dạ, bé là Tiffany Trương. Dạ, dạ năm nay là Tiffany bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, cũng được 16 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Trước khi mà mình quyết định làm AutoCAD thì gia đình có lo lắng gì không? Cũng lo lắng chứ. Khi mà ra gặp bác sĩ thì rất là an tâm. Không còn thắc mắc nữa. Vậy là bây giờ anh cảm thấy như thế nào ạ? Cảm thấy rất là happy. Và cháu nữa, cháu không những cháu mà cháu có happy luôn mà cha mẹ. Dạ. Anh có biết cái độ của bé trước khi làm AutoCAD không anh? Dạ, độ của bé khoảng từ 1 độ mấy đến 2 độ. Thành ra khi mà làm AutoCAD thì cái độ không còn lên nữa. Dạ. Bây giờ là bé đã làm AutoCAD được bao lâu rồi ạ? Dạ, cũng khoảng như là 5 năm rồi. Thành ra bé trong vòng 5 năm này bé được 5 năm. Dạ. Tiffany có gặp trở ngại gì sau cái đêm đầu tiên mà đeo AutoCAD không em? Dạ. Dạ. Hay thì có thấy sự khác biệt gì không? Rất là mới đầu năm đầu tiên rất là, cái lúc đầu tiên rất là lo lắng. Khi mà cháu đeo xong rồi rất là an tâm, cháu rất là happy. Dạ. Dạ. Mà sau khi đeo AutoCAD thì anh có thấy được cái sự lợi ích gì của cái AutoCAD trong cái việc thể thao hay là trong cái việc học của Tiffany không? Dạ. Rất là lợi ích, bởi vì khi mà cháu chơi giống như cháu chơi tennis á, thì cháu không cần đeo kiếng, thì nó cháu chạy nhảy á, nó thoải mái. Và trong việc học á, cháu rất là tiến bộ, thì bởi vì tiến bộ là sao? Bởi vì cháu nhìn rõ, thành ra khi tập trung vào học được nhiều, thành ra cháu có những cái sự tiến bộ trong lớp, trong sự học. Dạ, yeah. Thì anh có thể cho em thấy được cái sự tiến bộ của bé như thế nào không? Ví dụ như cháu có rất nhiều bằng thì mình đem những cái bằng của, ví dụ như của Obama, của ông bác sĩ, ông President Obama ký năm 2015. Đó, cháu được bằng của tổng thống, và đây là những cái bằng mà cháu học từ 4.8 trở lên. Thành ra năm nào cháu cũng có, thành nó có thành những cái bằng này. Thành cháu học rất là tiến bộ. Còn đây là những cái sự sinh hoạt của cháu. So, yeah, Tiffany, you see the useful from AutoCAD? Yeah, it's very useful because sitting in the back of the class will be difficult to see, so AutoCAD will let me see without having to put on contacts. Yes. Làm sao mà mình biết được cái chương trình này AutoCAD của văn phòng vậy anh? Dạ, cũng nhờ bác sĩ lên báo chí và lại TV thì mình thấy, để mình là gặp bác sĩ. Dạ. Mà sau khi làm cái này thì anh có ý định sẽ giới thiệu cái chương trình này với những người khác không? Dạ có chứ, tại vì mình gặp bác sĩ mà giỏi thì mình phải giới thiệu cho mọi người để ra mà mọi người được happy, mà con gái được happy nữa. Dạ. Phải giới thiệu chứ. Cảm ơn anh. Trước khi mà chương trình kết thúc thì anh có muốn nói điều gì với bác sĩ Chim Trương không? Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ Chim Trương, là bác sĩ khi mà có những gì thắc mắc bác sĩ giải thích rất là rõ ràng, và cũng là cảm ơn nhân viên ở đây nữa. Khi mà có gì thì nhân viên vẫn happy mà giải thích. Thế nên không những mình happy mà còn mấy đứa bé nó còn happy nữa. Thế nên mỗi lần ra đây rất là thoải mái. Để cho em hỏi Tiffany nhé, là Tiffany con, do you want to say something to Dr. James Chu? Thank you for teaching me about AutoCAD and showing me how to put on contacts and helping me see in the end. Oh, thank you so much Tiffany, and cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Cảm ơn. Cảm ơn.